Ở ngay tại lối chào trung tâm văn hóa lao động thành phố, cũng chính là nơi diễn ra sự kiện ngày hôm nay, chính là gian hàng cắt tóc miễn phí. Tại đây thì bà con sẽ có được một diện mạo mới, chỉnh chu hơn và tươm tất hơn để đón Tết mà không cần phải tốn bất kỳ một khoản phí nào. Và tất cả được thực hiện bởi chính những người thợ cắt tóc chuyên nghiệp như thế này. Nét mới của chương trình Tết Nhân Ái năm nay là sự đa dạng trong cách thức tổ chức các hoạt động, bao gồm là hội chợ, tặng quà và vui Tết. Chính vì thế thì ngoài gian hàng hớt tóc miễn phí, người dân còn được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động xuân tại một số gian hàng khác như là gian hàng khởi nghiệp thanh niên, gian hàng thư pháp, gian hàng tư vấn sức khỏe. Đặc biệt khi mà đến với gian hàng gạo và các nhu yếu phẩm, lì xì, bà con sẽ được tự do chọn lựa các mặt hàng thiết yếu với giá là 1 triệu đồng một người. Và tổng trị giá tiền hàng hỗ trợ người dân mua sắm tại phiên chợ này là trên 350 triệu đồng. Song song đó thì chương trình còn tổ chức tặng 15.000 suất quà Tết cho bà con khó khăn trên địa bàn thành phố. Theo đó thì các suất quà sẽ được chia theo từng cấp, từ cấp cơ sở, cấp quận huyện và cao nhất là cấp thành phố, với giá trị mỗi suất là từ 350.000 đồng đến 600.000 đồng, trao đến bà con với hai hình thức, đó chính là trao tại ngày hội và trao tại đơn vị. Diễn ra từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2024, chương trình Tết Nhân Ái, chợ Tết Không Đồng, ấm lòng ngày xuân đã phần nào mang lại sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời về mặt vật chất, đồng thời động viên tinh thần đối với những hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội có điều kiện đón Tết an lành, hạnh phúc và no ấm hơn. Còn tại Bạc Liêu, thực hiện phong trào Tết Nhân Ái do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ phát động, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải đã tổ chức phiên chợ không đồng để mang quà đến cho bà con khó khăn trong xã. Bà con được trao tặng 150 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá là 800.000 đồng và một phiếu chăm sóc răng miệng trị giá 2 triệu đồng. Đây là hoạt động có giá trị nhân văn, thể hiện tinh thần lá lành, đùm lá rách của dân tộc, góp phần giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và có điều kiện đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm. Qua cùng không khí cận Tết, các trường học ở miền Tây cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới học sinh khó khăn tại địa phương. Tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, hơn 200 giáo viên, phụ huynh và học sinh gói bánh tét tặng bạn khó khăn và người già neo đơn trên địa bàn thành phố. Đây là năm đầu tiên nhà trường tổ chức gói bánh tét ngày Tết. Hoạt động không chỉ tạo điều kiện trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống, giữ gìn giá trị tốt đẹp ngày Tết, mà còn giáo dục học sinh biết trân quý ý nghĩa gắn kết đoàn viên của ngày Tết cổ truyền. Qua đó, nhà trường cũng giáo dục lòng nhân ái, tình yêu thương của học sinh thông qua việc trao tặng những chiếc bánh tét dịp Tết Nguyên Đán. Gần 500 chiếc bánh tét này sẽ được nhà trường gửi tặng đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ và người già không nơi nương tựa trên địa bàn thành phố. Gói bánh tét cũng là một hoạt động vừa diễn ra tại Kiên Giang. Mới đây, 16 đội đến từ các địa phương, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố Phú Quốc đã tham gia vào hội thi gói bánh tét, hội thi trang trí mâm ngũ quả Tết Quân Dân năm 2024. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, giáo dục, giữ gìn và phát huy phong tục, giá trị văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc. Đây cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết gắn bó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.